Hello tất cả các bạn, An đã quay trở lại với mọi người nè. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel này của An á, thì hãy nhớ nhấn cái nút màu đỏ ở dưới nha, để các bạn có thể coi được những cái video của An trong thời gian sắp tới đây. Thì vào tháng 7 ngày 31 tây này thì cái chương trình mà thất nghiệp PUA, đó là cái số tiền mà 600 đô mỗi một tuần của liên bang á, thì nó sẽ kết thúc ở trên toàn nước Mỹ. Riêng là đặc biệt ở tiểu bang California và một số những cái tiểu bang khác á, thì cái chương trình này có thể kết thúc vô tháng 7 ngày 25 tây. Nên hiện tại là giữa đảng Dân Chủ và bên đảng Cộng Hòa, người ta đã có rất là nhiều những cái cuộc thảo luận về cái việc là có nên tiếp tục gia hạn cái chương trình PUA này hay không. Tại vì trong cái dự luật mà HERO Act đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 5 đó, thì bên đảng Dân Chủ người ta muốn là kéo dài cái chương trình PUA này ra tới tháng 6 ngày 31 tây. Nhưng mà đảng Cộng Hòa đó thì người ta không muốn kéo dài cái chương trình này ra nữa, tại vì người ta muốn tất cả mọi người dân phải quay trở lại làm việc. Tại vì hiện tại á, cái số tiền mà 600 đô mỗi một tuần này cộng với lại cái tiền mà unemployment insurance á, thì nó dẫn tới là 60% những cái người Mỹ người ta nhận được cái số tiền thất nghiệp khi mà người ta ở nhà nhiều hơn là cái số lương mà người ta đi làm bình thường. Nên là rất là có nhiều người, mặc dù á, làm những cái tiểu bang người ta đã reopen, người ta đã mở cửa trở lại rồi, nhưng mà những cái người này người ta không muốn đi làm, tại vì người ta cảm thấy là người ta ở nhà, người ta không cần phải làm gì hết, người ta cũng có thể nhận được cái tiền thất nghiệp nhiều hơn người ta đi làm. Nên khi mà hãng xưởng hoặc là công ty kêu người ta quay trở lại đi làm á, thì người ta đã từ chối, thì điều này dẫn tới á, là rất là khó để mà có thể mở cửa lại nước Mỹ, cũng như là làm cho cái nền kinh tế nó quay trở lại bình thường. Đó là cái lý do mà bên đảng Cộng Hòa người ta không muốn kéo dài cái chương trình PUA này ra nữa. Nhưng mà hiện tại nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại có một số những cái hãng xưởng hoặc là có một số những cái công ty người ta đang rơi vô tình trạng khó khăn, nên người ta lay off nhân viên rất là nhiều. Thì có một số những cái người mặc dù người ta muốn đi làm lại, nhưng mà những cái job mà người ta làm trước khi mà dịch bệnh xảy ra đó, thì bây giờ những cái công ty người ta không còn muốn những cái người này vô làm nữa. Điều đó dẫn tới á, nếu như mà cái tiền thất nghiệp PUA mà 600 đô một tuần khi mà tới tháng 7 ngày 31 tây mà không còn tiếp tục gia hạn nữa, thì dẫn tới tình trạng là có rất là nhiều gia đình sẽ phải gặp và lâm vô tình trạng khó khăn. Hình như mình đọc trên news á, người ta kêu là nếu như mà không tiếp tục gia hạn cái tiền PUA này ra thì sẽ có hơn 10 triệu gia đình trên đất nước Mỹ này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại vì nếu như mà không có cái tiền PUA này á, cái tiền mà unemployment insurance để mà người ta ở nhà để trong thời gian người ta tìm việc làm nó rất là ít. Mình không biết những cái tiểu bang khác thì như thế nào nha, nhưng mà ở tiểu bang Cali á, khi mà các bạn nhận cái tiền mà unemployment insurance bình thường thôi á, thì nó chỉ là 1.800 một tháng, mà những cái chi phí ở chỗ mình ở thì nó rất là đắt đỏ. Tiền nhà không một tháng average ở trên đây á, đã là 1.200 một tháng rồi, người ta còn phải trả tiền điện, tiền nước, tiền xăng, tiền xe, thì 1.800 thật sự là không có đủ để cho người ta sống trong cái thời gian mà người ta có thể đi tìm những cái công việc mới. Điều đó dẫn tới á, thì cả bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa người ta đều thấy được cái điều này hết, nên người ta đã và đang ngồi xuống cùng với nhau để mà có thể bàn bạc thảo luận để đưa ra một cái gói hỗ trợ, cũng như là đưa ra một cái dự luật mà có thể đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên. Thứ nhất có là bên đảng Dân Chủ, người ta muốn gia hạn tiếp tục cái chương trình hỗ trợ thất nghiệp của liên bang để mà người ta có thể giúp đỡ những cái người dân trong cái thời gian mà người ta chưa có kiếm được việc làm và chưa có thể nào quay lại làm việc giống như hồi trước. Nhưng mà đồng thời á, cũng phải đáp ứng được cái nhu cầu của bên đảng Cộng Hòa, đó chính là cái tiền mà thất nghiệp người dân được nhận á, nó phải ít hơn cái số tiền mà người ta đi làm, thì điều này mới có thể kích thích những cái người dân này kiếm được việc làm, đi ra ngoài kiếm việc làm, chứ không phải là ở nhà và lãnh tiền thất nghiệp nhiều hơn người ta đi làm. Thì điều đó dẫn tới là bây giờ người ta đưa ra một cái gói hỗ trợ, tức là 400 đô một tuần trên một đầu người, nó sẽ dành cho tất cả những ai mà vẫn còn thất nghiệp sau tháng 7 ngày 31 tây. Thì cái tiền này á, các bạn sẽ được vẫn lãnh chung với lại cái tiền mà unemployment insurance bình thường ở tiểu bang. Ví dụ như những bạn nào mà ở tiểu bang California thì các bạn sẽ lãnh được 450 đồng tiền unemployment insurance của tiểu bang California cộng với lại cái số tiền 400, thì các bạn sẽ lãnh được là
450 đồng, thay vì bây giờ hiện tại cái số tiền thất nghiệp cái bạn nào mà ở California nhận được á thì sẽ là 1050 đồng, thì nó sẽ ít hơn 200 đồng. Thì nó sẽ ít hơn là 200 đồng một tuần và 800 đô cho mỗi một tháng. Và có một cái cần phải lưu ý nữa là cái chương trình này á nó có ghi á là nếu những cái tiểu bang nào mà cái quỹ thất nghiệp á nó đang bị cạn kiệt thì cái tiểu bang đó có quyền trả cho các bạn maximum chỉ là 200 đô thôi. Ví dụ như mình nói, ví dụ tiểu bang California, mình ví dụ thôi nha, là tiểu bang California người ta bị bankruptcy, người ta không còn đủ điều kiện nếu mà người ta trả cái tiền thất nghiệp ra 450 một tuần nữa thì maximum người ta chỉ trả ra là 200 đô, thì cái 200 đô đó cộng với lại cái 400 đô tiền hỗ trợ của liên bang thì thành ra nếu mà bạn nào mà ở nhà lãnh tiền thất nghiệp á, thì cái số tiền thất nghiệp các bạn lãnh nó sẽ chỉ là 600 đô mỗi một tuần thôi. Thì cái điều này đảm bảo cho là những cái tiền mà người ta ở nhà người ta lãnh được á thì chỉ bằng khoảng 80-90% cái số tiền mà người ta đi làm thôi, thì người ta mới có thể có động lực để mà người ta quay trở lại người ta làm việc. Thì cái này là mình nói đến đây á, có nhiều bạn người ta sẽ comment, người ta thắc mắc, người ta sẽ hỏi mình là ồ vậy cái chương trình này sẽ kéo dài trong vòng bao nhiêu lâu. Thì hiện tại á người ta chưa có nói là chương trình này sẽ là bao lâu, không phải là 1 tháng 2 tháng, nhưng mà người ta chỉ nói á, là khi mà cái tỷ lệ thất nghiệp ở nước Mỹ rớt xuống 7% thì cái chương trình này sẽ kết thúc. Hiện tại á, theo những cái thống kê của tháng 5 á thì hiện tại cái số lượng người thất nghiệp ở trên nước Mỹ là 13.3%. Thì khi nào cái số lượng người thất nghiệp ở trên toàn nước Mỹ nó rơi xuống 7% đó thì cái chương trình mà hỗ trợ của bên liên bang về cái số tiền 400 đô này nó cũng sẽ kết thúc. Ngoài ra đó là trong cái gói hỗ trợ mà đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa người ta đang thảo luận với nhau đó, nó còn có một cái điều khoản nữa là những ai mà đi làm trở lại đó cũng sẽ nhận được cái số tiền là 400 đô. Ví dụ như các bạn bây giờ các bạn ở nhà thì các bạn nhận cũng được 400 đô tiền thất nghiệp của liên bang. Nhưng mà nếu mà các bạn quay trở lại, các bạn đi làm á, các bạn cũng sẽ nhận được 400 đô. Thì điều này làm cho người ta sẽ muốn đi làm hơn. Tại vì nếu như người ta ở nhà người ta lãnh được 400 đô của liên bang đi, rồi 450 của tiểu bang thì cũng được 850. Trong khi đó người ta quay trở lại người ta đi làm, người ta cũng sẽ được hỗ trợ cái số tiền là 400 đô, còn cộng thêm cái tiền lương của người ta nữa thì chắc chắn là sẽ nhiều hơn cái tiền lương mà người ta ở nhà người ta lãnh tiền thất nghiệp. Đó là cái điều mà bên đảng Cộng Hòa người ta đang muốn để mà kích thích tất cả mọi người dân quay trở lại để mà làm việc. Thì hiện tại á, cái này á, là đang là cái gói dự luật mà được cả nhận được sự đồng thuận nhiều nhất của cả hai bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Nhưng mà đây cũng chỉ là dự luật thôi, nó chưa có được thông qua và chưa có thành luật. Và nếu như mà bạn nào chưa biết á thì đầu tháng 7 này á thì bên thượng viện cũng như là bên quốc hội, thì nếu như mà bạn nào chưa biết á thì đầu tháng 7 này á là bên thượng viện người ta sẽ hai tuần đầu tiên á nó gọi là reset week. Cái chủ đề tiếp theo mà em muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay á là cái mà tax credit maximum 4.000 đô nếu mà các bạn xài tiền cho những cái giống như là travel trong nước Mỹ nha. Thì có thể là các bạn đi du lịch nè, các bạn mua vé máy bay, các bạn ăn ở các nhà hàng, các bạn thuê khách sạn, các bạn thuê Airbnb, nói chung là các bạn có những cái chi phí để mà về cái số tiền mà vacation của các bạn trong năm 2020 và năm 2021 á, thì các bạn có thể nhận được cái tax credit, tức là cái số tiền mà người ta trả lại cho các bạn khi mà các bạn đi khai thuế lên tới 4.000 đô hoặc là 50% cái số tiền mà các bạn chi xài. Ví dụ á, nếu mà các bạn xài 6.000 thì các bạn sẽ được trả lại 3.000 đô khi mà các bạn đi khai thuế. Mà ví dụ các bạn xài 8.000 thì các bạn sẽ được trả lại là 4.000. Nhưng mà các bạn xài 10.000 thì các bạn cũng chỉ được trả lại maximum là 4.000 đô thôi. Thì cái 4.000 đô và cái 50% trên cái số tiền mà các bạn chi xài đó, thì cái nào ít hơn thì người ta sẽ lấy cái đó. Và cái này á, nó là tax credit,
chứ không phải là tax deduction. Tại vì có nhiều người khi mà nghe tới cái mà tax credit 4.000 này á, người ta sẽ bị lộn qua là tax deduction. Người ta kêu là người ta lấy cái standard deduction chứ người ta đâu có lấy IMI deduction đâu, nên người ta sợ là cái số tiền mà người ta chi xài cho những cái chi phí du lịch sẽ không được trừ vô hồ sơ thuế. Thì hai cái này là hai cái hoàn toàn khác nhau luôn. Nếu như mà các bạn xài standard deduction, tức là một cặp vợ chồng được 24.400, một người single được 12.000, hoặc là head of household là 18.200 đó, thì các bạn vẫn có thể claim cái credit này bình thường, không hề có ảnh hưởng gì tới cái tax deduction của các bạn hết. Nếu như mà bạn nào có con nhỏ hoặc là các bạn nào đi học college, đi học university á, thì các bạn sẽ biết về những cái tax credit này. Ví dụ như các bạn có con nhỏ thì mỗi đứa con nhỏ dưới 17 tuổi các bạn sẽ được cái nó gọi là child tax credit, tức là 2.000 đô cho mỗi một đứa. Khi mà các bạn đi học university, các bạn phải đóng tiền học nè, các bạn phải trả tiền mua sách, mua laptop vân vân, thì các bạn trả trước trong năm học. Khi mà cuối năm, khi mà các bạn đi khai thuế đó, thì các bạn phải mang cái form nó gọi là 1098T lại cho người làm thuế. Người ta có thể claim những cái tiền mà các bạn đã trả ra trong cái năm vừa qua, thì các bạn có thể nhận lại được cái tiền nó gọi là education tax credit lên tới 1.000 đô. Thì cái travel credit này nó cũng y chang như vậy, tức là trong năm các bạn xài, các bạn giữ lại những cái receipt, các bạn có thể chụp hình lại những cái receipt, không có cần phải giữ lại receipt bằng giấy thì nó sẽ rất là nhiều. Các bạn có thể chụp hình lại, rồi khi mà cuối năm các bạn đi khai thuế đó, thì người làm thuế có thể giúp các bạn claim những cái số tiền này vô và có thể nhận được maximum lên tới 4.000, tức là người ta sẽ trả lại cái số tiền này cho các bạn là 4.000 đô luôn, chứ không phải là người ta trừ cái số tiền này trên cái hồ sơ thuế của các bạn. Rất là tốt luôn. Nên nếu như mà cái này mà được thông qua đó, thì các bạn nhớ là kể từ ngày mà cái chương trình này được thông qua, thì mỗi lần các bạn đi ra ngoài, các bạn ăn uống, các bạn đi chơi, các bạn thuê xe, nhưng mà nó chỉ tính là trong nước Mỹ thôi nha. Ví dụ các bạn mua vé máy bay bay trong nước Mỹ thì được tính, các bạn mua vé máy bay bay về Việt Nam thì nó sẽ không có khấu trừ cái chi phí đó cho các bạn. Nên là nếu như mà mình đi ra ngoài ăn uống, mình đi chơi hay gì đó, thì mình chụp hình lại những cái receipt hoặc là mình giữ lại những cái email mà mình trả tiền đó, thì cuối năm, trong năm 20 hoặc là năm 21, các bạn khai thuế, các bạn có thể lấy lại tới cái số tiền tối đa là 4.000 đô. Nên là các bạn nào phải để ý, nếu mà cái chương trình này được thông qua đó, thì mỗi lần các bạn đi du lịch, đi travel, thì các bạn nhớ là giữ lại hết cái receipt để mà mình có thể nhận lại được cái số tiền này nha. Và cái thông tin cuối cùng mà em muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay á, là nếu như mà các bạn có lên đọc news hoặc là tin tức á, thì các bạn sẽ thấy là trong những cái thời gian gần đây, cả tổng thống Donald Trump nè, cả Vice President, tức là phó tổng thống Pence á, là khi mà trả lời phỏng vấn là đều khẳng định á, là sẽ có cái gói hỗ trợ stimulus check lần thứ hai. Và cái gói hỗ trợ này á, là sẽ dành cho những cái nó gọi là American Family First, và giống như là những cái gia đình người Mỹ đầu tiên, cũng như là dành cho người Mỹ. Thì đây là một tin mình nghĩ là rất là vui đối với tất cả mọi người. Và nếu như mà bạn nào chưa biết á, thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái á, là hai tuần đầu tiên của tháng 7 á, thì Quốc hội người ta sẽ nghỉ làm việc hai tuần đầu tiên. Nên nếu như mà có những cái gói stimulus check, có những cái đợt hỗ trợ, hoặc là muốn thông qua những cái dự luật nào á, thì sẽ phải đợi tới tuần thứ 3 của tháng 7, thì lúc đó Quốc hội người ta mới quay trở lại mà người ta làm việc. Và mình nghĩ á, là khi mà Quốc hội người ta quay trở lại người ta làm việc, thì người ta sẽ có được những cái quyết định về cái những cái đợt stimulus check này, cũng như là quyết định là có gia hạn cái tiền thất nghiệp hay không và số tiền là bao nhiêu. Tại vì tháng 7 ngày 31 tây á, là cái tiền thất nghiệp này là nó sẽ bị hết rồi. Nên mình nghĩ là trước khi mà cái tiền thất nghiệp này nó hết á, thì ở trên thượng viện cũng như hạ viện, người ta sẽ đưa ra những cái gói dự luật, hoặc là người ta sẽ thông qua những cái gói luật để mà cho người dân biết là cái tiền thất nghiệp có được gia hạn hay không, gia hạn bao lâu, rồi những cái ở trong đó là như thế nào, cũng như là nếu như mà mình quay trở lại mình làm việc thì những cái bonus mà mình có thể nhận được là bao nhiêu. Nên các bạn hãy ráng để mà đợi tới tuần thứ 3 của tháng 7 để mà mình nhận được cái câu trả lời cho những cái câu hỏi của mình nha. Nếu như mà em biết thêm được những cái thông tin gì nữa đó, thì em sẽ chia sẻ cho các bạn biết. Nếu mà các bạn thấy video này của em hay á, thì các bạn hãy cho em một like, share, subscribe kênh channel cho em nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.